Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang được nhìn một đôi loa. Ngoài việc có hình thức rất đẹp về thiết kế thì nó còn có chất âm đỉnh luôn. Đỉnh luôn trong tầm tiền. Đây là một đôi loa cổ của dòng Diatone Mitsubishi có mã là 301. Đặc biệt đôi loa cổ này nó lại đánh được đa di năng. Có nghĩa thường loa cổ thì anh em chỉ chơi được nhạc lời, nhạc vàng. Nhưng đôi loa này lại có tiếng bass rất uy lực. Đó. Đôi loa này cửa hàng báo giá cho anh em là 9,5 triệu. Mời các bác cùng theo dõi chất âm bát 30. Chàng thư xanh anh lén trao em, viết bằng mực tím tím bông hoa cà. Mà hồi xưa em thường hằng mơ, ngày hồi hôn anh kết hoa đi tặng. Bác có thấy trau chuốt của thiết kế không? Thường thì những đôi loa khác chỉ là một tấm vải bọc quanh cái nắp tre này. Nhưng cái này nó thể hiện sự trau chuốt, sự tỉ mỉ của nhà sản xuất. Đó, nó làm một cái tấm vải quá đẳng cấp luôn. Nó thêu, nó dệt, nó đan. Đan thành lưới. Loa có 4 loa trên thùng. 2 loa chép, 1 loa mid và 1 loa bass 30. Màng giấy và gân vải này anh em dùng thoải mái tha hồ nhá, trừ khi là mình lỡ tay chọc rách vào thôi. Bến loa đẹp xuất sắc, đẹp đúng kiểu chất bãi. Bề ngang của loa là 36, chiều cao 60, chiều sâu 29. Kỷ niệm xưa, kỷ niệm buồn biết mấy, thà quên đi như chúng ta chưa làm. Mà hồi xưa em thường hằng mơ, ngày hôn anh kết hoa. Chỉ cần con âm ly tầm 4 triệu này đã ghép thoải mái anh em hay nhá. Đêm năm xưa có gió heo mây, gió đùa trên tóc mũ say bên lưng đèn. Trà lá lên con đường tình năm cũ, đường tình người ta. Loa hoạt động hoàn hảo cả hai loa. Mở một đoạn nhạc liên khúc để anh em cảm nhận tiếng bass nhé. Loa chịu đòn rất tốt về tiếng bass luôn. Bass 30. Côn rất to kìa anh em nhìn thấy rốn nhé. Rốn to. Cảm ơn, hẹn gặp lại anh em. Giá báo cho anh em là giá tại cửa hàng anh em nhé. Giá tại cửa hàng. Xin chào, hẹn gặp lại.